Alo. Alo, dạ thưa con mới có xài cái banh thoát mới. Con không có biết sử dụng sao. Dạ, con kính cảm ơn sư ạ. Dạ, nhưng mà khi mà buông cái tay ra, buông cái mic ra thì nó lại mất cái âm thanh. Dạ, chắc Trích Nhật Quỳnh điền khuyết giùm em đã. Dạ. Ma Bích Tha giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông, Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Giờ Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng. New York từ 8:30 đến 10:30 sáng. Cali, giờ Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng. Giờ Paris 2:30 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 11:00 tối đến 1:00 sáng, 1:30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình bộ kinh Majjhima Nikaya bài 60, kinh không thể phủ bác Abhanaka Sutta, phân đoạn 286 đến 288, do hòa thượng Minh Châu được duyệt, phân đoạn tỳ kheo giác đẳng, sẽ được thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất tâm trang nghiêm, tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính dâng mic đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong mình. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 60 không thể phủ bác Abhanaka Sutta, phân đoạn 286 đến 288. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng đến Ngài. Anh Nam Mô Bổn Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng,
Hôm nay chúng ta sẽ học một phần của bài kinh Apanakasutta. Ở đây cái chữ Apanaka, Apanakoti, Aguro, Aduichagami, Ekansangahino, Gahiko. Gọi là Apanaka, tức là không có khiếm diện, không có thất bại, không có nối theo, nghĩa là nó chắc chắn, nó bảo đảm, không có mơ hồ. Ở trong bài kinh này, Đức Phật đã dạy nhiều pháp Apanaka. Các vị Bà La Môn ở tại Sala, tại ngôi làng Sala thuộc về xứ Kosala, ở trong cái phần đầu thì Đức Phật đã dạy những vị Bà La Môn đó về cái pháp Apanaka. Đầu tiên là Đức Phật ngài đề cập đến mười cái tạp kiến mà người ta gọi là chủ nghĩa hư vô, hay gọi là luận điểm duy vật cực đoan. Rồi sau đó Đức Phật ngài nêu lên cái ý nghĩa, nếu một người mà họ chấp về cái quan điểm theo cái chủ nghĩa hư vô thì nó sẽ có cái sự nguy hại như thế nào. Còn ngược lại, người trí khi mà họ không có chấp về cái chủ nghĩa đó thì họ sẽ được cái lợi ích như thế nào. Ở đây Đức Phật hay trình bày một cái quan điểm mà từ đó ngài phân tích nếu mà có cái quan điểm hư vô như vậy thì là một tạp kiến. Nếu mà nó suy tư một cái tà kiến thì đó là tà tư duy. Và nếu nó tuyên bố, nó nói lên một cái điều tà kiến như vậy gọi là tà ngữ. Ở đây một lần nữa sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về các cái khía cạnh mà Đức Phật là tùy theo pháp môn của ngài giảng, chứ không phải lúc nào cũng định nghĩa tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng giống như một cái khu mổ, khu sáo. Nghĩa là tùy trường hợp, chúng ta hãy nghe và suy nghiêm kỹ. Hôm nay chúng ta chỉ học đến những cái đoạn nó liên quan đến cái sự kiến chấp
vì chủ nghĩa hư vô và cái tai hại của kiến chấp đến như thế nào, và một người trí không có cái kiến chấp đó sẽ được như thế nào, sẽ được lợi lạc như thế nào. Thì hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Tân, giáo sư của ngày thứ bảy thuyết giảng. Và bây giờ thì xin mời cô Phong Lan hay là cô Lâm Nhật Nguyệt. Hồi nãy cô Phong Lan gặp trục trặc thì cô Nhật Quỳnh đã điền khuyết. Bây giờ thì không biết là xin kính mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tế Siêu đã từ bi giảng nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh 60. Kinh không thể phủ bác Aban Naka Sutta. Tên kinh lấy từ điểm nhất trong nội dung mà qua đó Đức Phật muốn nói về những điều hợp lý rõ ràng để một người có thể chấp nhận đời sống hiền thiện. Bản tiếng Việt dịch là kinh không gì chuyển hướng, có thể khiến người đọc hiểu sai chữ Abanaka, mà theo sớ giải có nghĩa là không nói khác được, không mơ hồ, chắc chắn, chấp nhận được. Avirattho Abhacchagami Ekansagahiko. Sa Lá là một ngôi làng nằm trên con đường đi vào khu rừng. Có rất nhiều những sa môn tu sĩ lui tới hành đạo. Do nhiều tu sĩ có nhiều luận thuyết về tín ngưỡng, về hành trì, khiến dân làng rơi vào hoang mang, không biết tin ai, bỏ ai. Một lần, Đấng Thiên Nhân Sư cùng chư tỳ kheo đi ngang làng này. Những bà lã môn gia chủ nghe biết liền đến ý kiến. Đức Phật do thấy được sự ngờ vực của họ đối với các giáo thuyết, đã dạy cho họ về những điều mà một phạm nhân có thể y cứ vào đó để nhận biết đúng sai. Những điều Đức Phật đưa ra là những giáo thuyết thịnh hành thời bấy giờ trong xã hội cổ Ấn. Đối với mỗi quan điểm, Đức Phật đưa ra hai quan điểm chấp trì và phủ nhận. Từ hai quan điểm này dẫn đến thái độ và hành động. Thái độ và hành động tạo nên hệ quả vui khổ. 286, một câu hỏi làm tiền đề. Khởi đầu, Đức Thế Tôn đã nêu câu hỏi. Các gia chủ có tin tưởng và hành theo sự hướng dẫn của vị thầy nào chăng? Những bà la môn trả lời là không. Rồi Đức Phật dạy, nếu vậy thì hãy thực hành những pháp mà không người có trí nào có thể phủ nhận được, và những pháp này mang lại an lạc lâu dài. Câu nói đó khiến các gia chủ lắng nghe. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Cô Sa Lá với đại chúng tỳ kheo và đến tại Sa Lá, một làng bà la môn của dân Cô Sa Lá. Các bà la môn gia chủ Sa La được nghe tiếng đồn như sau: Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành giữa dân chúng Cô Sa Lá với đại chúng tỳ kheo đã đến Sa Lá. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời, loài người, khi đã chứng ngộ. Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ.
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng của một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà lá môn ở Sa La đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời chào đón hỏi thăm về Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các bà la môn gia chủ ở tại xá đang ngồi xuống một bên: Này các gia chủ, các ông có vị đạo sư khả ý nào mà các ông có lý do đạt được lòng tin không? Bạch Thế Tôn: Chúng con không bị đạo sư khả ý nào để chúng con có lý do đạt được lòng tin. Này các gia chủ, nếu các ông không có một vị đạo sư khả ý nào, thời hãy lấy pháp không gì chuyển hướng này mà thực hành. Này các gia chủ, pháp không gì chuyển hướng này được khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Và này các gia chủ, thế nào là pháp không gì chuyển hướng? 287. Chủ nghĩa hư vô. Đầu tiên Đức Phật đề cập tới kiến chấp và ngày nay người ta thường gọi là chủ nghĩa hư vô, cũng gọi là luận điểm vi vật cực đoan qua 10 điều. 1. Không có quả của bố thí. 2. Không có quả của cúng dường. 3. Không có của tế tự. 4. Không có quả báo của nghiệp thiện ác. 5. Không có thức sanh vào đời này. 6. Không có thức sanh vào đời sau. 7. Không có quả trong cách cư xử tốt xấu đối với mẹ. 8. Không có quả trong cách cư xử tốt xấu đối với cha. 9. Không có các loại hóa sanh. 10. Trên đời không có vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí, rồi Đức Phật hỏi các bà la môn gia chủ có thấy những người chủ trương ngược lại với luận điểm trên. Họ trả lời là có thấy. Kinh văn: Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có những lập thuyết như sau, có những quan điểm như sau: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, trên đời không có những vị sa môn. Bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí, nhưng này các gia chủ, lại có một số sa môn, bà la môn nói đối nghịch với các vị sa môn. Bà la môn kia, những vị này nói như sau: có kết quả bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trên đời có những vị sa môn. Bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã chứng ngộ quán trí, này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn, bà la môn ấy nói những lời đối nghịch với nhau? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 288. Hệ quả của chủ nghĩa hư vô. Những người theo quan niệm vi vật sẽ không có ba nghiệp thiện vì không thấy nguy hiểm của nghiệp bất thiện. Kinh văn:
Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sao? Có quan điểm như sao? Không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác. Không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh hành tựu. Những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng trí. Đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, nay các vị này được thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những tôn giả sa môn, bà la môn ấy không có thấy sự nguy hiểm. Con xin đọc lại câu này. Vì sao vậy? Vì những vị sa môn, bà la môn ấy không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất thiện pháp, sự xuất ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Nên biết quan điểm đó là tà kiến dẫn tới tà tư duy, tà ngữ, tự tán, hủy tha. Nói cách khác là tạo nên nhiều bất thiện pháp. Vì rằng có đời sau, nếu có quan điểm nào nói rằng không có đời sau, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có đời sau, nếu ai suy tư rằng không có đời sau, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có đời sau, nếu ai nói rằng không có đời sau, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có đời sau, nếu ai nói rằng không có đời sau, thật sự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu thuyết phục người khác là không có đời sau, thật sự thuyết phục ấy không chống lại diệu pháp. Và vì thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình, chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì, và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người, như vậy ác pháp bất thiện, pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Cũng có người theo chủ nghĩa hư vô, nhưng với thái độ nửa vời, không làm điều ác để an tâm, nhưng không làm điều thiện. Đây là thái độ chấp nhận một nửa, một quan điểm thường tìm thấy ở nhiều người trong thế giới ngày nay. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sao? Nếu không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Người này theo ác giới có tà kiến, chủ trương hư vô luận. Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất hạnh. Ngay trong hiện tại bị những người có trí bỏ trách, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không gì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc. Bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ phía thiện pháp.
Quan điểm đứng được với chủ nghĩa hư vô khiến con người sống với thân nghiệp lành, khẩu nghiệp lành, ý nghiệp lành. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào lập thuyết như sao, có quan điểm như sao, có kết quả của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có kết quả quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Trên đời có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng trí. Đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ xảy ra sau khi từ bỏ ba ác pháp này: thân hành, khẩu hành, thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, và sau khi chấp nhận ba thiện ác này. Sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị sa môn, bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự câu ế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Có chánh kiến thì có chánh tư duy, có chánh ngữ và không tự tán, hủy tha. Vì rằng có đời sau, nếu có quan niệm nào nói rằng có đời sau, thời đó là một chánh kiến. Vì rằng có đời sau, nếu có ai suy tư rằng có đời sau, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng có đời sau, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có đời sau, nếu ai nói rằng có đời sau, thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu ai thuyết phục người khác là có đời sau, thời sự thuyết ấy thuận với diệu pháp. Và vì thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình, chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình, chê người. Như vậy, thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên, chánh kiến. Với quan điểm này, có người chẳng những từ bỏ điều ác mà còn làm việc lành. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn cho đời sau không có đi nữa, nếu nói lời của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán. Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương, hữu luận. Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn. Ngay trong hiện tại được những người trí tán thán, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp không có gì chuyển hướng. Này được chấp trì, được thực hành đúng đắn bởi vị này chấp nhận cả hai phía, bỏ qua hai phía bất thiện. Dạ, chánh văn sẽ còn tiếp. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Sư có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Minh Hành, Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ
cái bài kinh hôm nay là bài kinh gọi là không không có gì sai khác, hay là bản tiếng Việt là không gì chuyển hướng. Kinh. Như vậy thì ở đây đó là trong cái nội dung bài kinh thì chúng ta đã nghe phần chánh văn chánh kinh rồi. Như vậy thì cái điều gì đó có thể nói rằng ở đây là những cái gì mà nó là sự thật thì nó không có thể thay đổi được, không thể thay đổi được. Có những gì mà nó không rõ ràng thì nó có thể là người ta nhìn nhận nó bằng cái sự sai khác nhau, nhưng mà cái điều gì nó rõ ràng, nó là như vậy rồi thì không thể thay đổi được. Thì có thể nói rằng trong cái nội dung bài kinh này đó là nói về các cái vị bà la môn ở tại cái làng Sala, ở trong cái xứ Kosala đó, thì đến để mà gặp Đức Phật. Thì có người đó thì gặp Đức Phật thì đứng dậy chào rồi ngồi xuống, rồi có vị thì nói lên những cái lời chào thân thiện rồi ngồi xuống, có vị thì tự động ngồi xuống. Thì mỗi một người có một cái ứng xử khác nhau. Sau khi mà những người này đó là những bà la môn này đó ngồi với nhau rồi đó, thì Đức Phật ngài hỏi rằng cái vị trong các vị gia chủ đó, cái vị có thể là mình có thể tin một cái lời nào của những cái vị mà mình nghĩ rằng những vị tu sĩ đó, hay là những cái bậc mà người ta nghĩ là ta tôn thờ nói những cái điều đó, thì các ngươi có tin như vậy không? Thì các vị đó mới trả lời rằng không. Thì Đức Phật mới nói nếu mà không có như vậy đó thì các ngươi hãy tin một điều, đó là cái điều này là điều chắc thật, điều chắc thật. Khi mà Đức Phật này nói đến cái quan điểm, cái suy nghĩ hay cái nhìn nhận của con người, và trong cái nhìn nhận đó đó thì ở trong đó có cái gọi là thuyết hư vô, có nghĩa người ta không tin có cái này hoặc không tin có cái kia, và đó là trong những cái suy nghĩ chung của những người, hầu như là có những người suy nghĩ như vậy rất là nhiều, có những cái suy nghĩ rất nhiều. Cho nên là khi mà Đức Phật nghe nói rằng nếu mà trong các ông mà không có tin những cái vị đạo sư khả ý như vậy đó, thì các ông hãy tin những cái điều mà Đức Phật ngài nói ở đây. Bởi vì trong cái đời này đó thì chúng ta thấy rằng phần lớn người ta tin vào ở trong cái chủ nghĩa hư vô. Hư vô là đây là sao? Là không có một cái thứ nhất đó là không có cái quả của sự bố thí. Trong 10 điều ở đây đó là không tin có cái quả của sự bố thí, không có tin là cái quả của sự cúng dường, và không có tin của sự tế tự, không tin rằng cái quả báo của nghiệp thiện và nghiệp ác, và không có tin là phước tái sanh giữa đời này và đời sau, cũng không có tin vào ở trong mỗi chúng thức tái sanh ở đời đời này đời sau, cũng không có tin quả của cách cư xử, tức là cái cách mà mình đối xử với cha mẹ đó, bất hiếu hay là có hiếu gì đó, cái người đó họ cũng không tin, cha và mẹ cũng vậy, và họ cũng không tin rằng có một cái chúng sinh loại quá sanh. Và trên đời này thì không có sa môn bà la môn thanh tịnh nào thực hành chân chánh. Do như vậy cho nên là nếu mà con người mà chấp vào cái chủ nghĩa hư vô như vậy đó, thì rõ ràng là cái người đó họ không có biết được là họ nên tránh những cái điều ác.
để họ thực hiện những cái điều lành. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời này đó, thì theo Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời này nếu mà chúng ta còn sống, còn luân hồi đó, thì những cái điều này nó đều có đến với chúng ta hết. Quả của sự bố thí, quả của sự cúng dường, quả của sự tế tự, và quả của nghiệp thiện và nghiệp ác đều có. Hay là quả của đời này và đời sau, chúng ta có như vậy mới có luân hồi. Rồi có những cái người mà bất hiếu với cha, hay là bất hiếu với mẹ, hay là có hiếu với cha, có hiếu với mẹ, điều đó nó có quả hết. Và không phải chỉ có những cái cõi nhân loại của chúng ta là thai sanh đâu, mà có những chúng sinh quá sanh ở các cái cảnh giới khác. Và có những cái người, có những cái bậc mà thanh tịnh, trong đó là những bậc Sa Môn, Bà La Môn. Cho nên nếu như mà vì chúng ta thấy rằng có một số người cũng chấp vào cái chủ nghĩa hư vô, nhưng mà lại là nửa vời. Nửa vời là nửa cái này, nửa cái kia. Tức là họ không làm điều ác, nhưng mà ngược lại là họ không làm điều lành. Thì cái này nó cũng không phải. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày dạy ở trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt là chúng sanh là cái người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Cho nên ở đây đó là nếu mà mình còn luân hồi thì rõ ràng là mình còn có cái sự tương tác của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, chứ không thể nào mà nói rằng mình không có những điều đó. Và nếu như mà một người mà không làm ác thì chỉ mới là không làm ác thôi, nhưng mà chưa có là làm thiện thì nó khác. Cho nên giữa thiện và ác đó, thì con người tự chọn, chúng sanh tự chọn những cái điều đó. Và khi mà mình tạo cái ác nghiệp thì mình lãnh lấy cái quả báo khổ. Còn nếu như mà mình tạo cái thiện nghiệp thì mình nhận lấy cái vui quả thiện mà chúng ta đã tạo ra. Thì khi nói như vậy đó là có nghĩa là một người có tin, có bố thí. Khi mà mình bố thí, mình chia sẻ ai đó với cái tâm thiện của mình trong cái sự bố thí. Ở đây có thể là trong kinh nói rằng cúng dường hay là tế độ. Có nghĩa là một là mình thương tưởng với một cái người nào họ kém may mắn. Mình chia sẻ với họ về vật chất, những cái sự bằng vật chất để mà giúp cho họ qua cái cơn khốn khó, vân vân. Thì đó là mình vì cái lòng bi của mình, vì cái lòng từ của mình muốn chia sẻ đối với họ cũng có. Rồi có những người đó là tin vào cái quả của thiện nghiệp, vì tin rằng là chúng ta thấy rằng là có một người đó là cúng dường đến với Tam Bảo, hay là cúng dường với tăng chúng. Bởi vì đọc ở trong kinh, hiểu ở trong kinh, hay hoặc là nghe giảng lại, hoặc là thấy những cái người trước của mình đã làm như vậy, thấy cái điều này nó đúng như vậy, cho nên là mình cũng thực hiện cái pháp cúng dường. Một người thực hiện cúng dường, trong khi một cái người mà không bố thí, không cúng dường á, thì cuộc đời này đó là chúng ta biết rằng sở dĩ mà người ta giàu sang, người ta được may mắn, người ta được thuận lợi hanh thông, tất cả những điều đó thì trong đó có cái việc mà người đó biết bố thí cúng dường. Ngay cả cái việc mà tái sanh cõi trời cũng đã khác, rồi tái sanh lại cõi người cũng đã khác, khi xuất gia cũng đã khác. Thì Đức Phật đã trả lời cho công chúa Sumana về cái việc mà khi mà công chúa Sumana hỏi Đức Phật đó là nếu có hai vị, một vị bố thí và một vị không bố thí, thì nó có khác nhau và giống nhau như thế nào. Một người thì hai người đồng chung niềm tin,
tức là tin về nhân quả, tin về ân đức của Tam Bảo, tin về luân hồi, rồi một người, hai người đồng chung về giới, tức là giới hạnh đồng đẳng nhau, rồi hai người đồng đẳng với nhau về trí tuệ là sự hiểu biết, giác ngộ. Thì cái về phương diện giác ngộ đó, nếu mà hai cái vị đó còn luân hồi đó, tái sanh lại cõi trời đó, thì cái người có bố thí nó cũng đã khác rồi, tuổi thọ hơn, rồi hào quang sáng hơn, có nhiều quy lực hơn. Rồi nếu mà sanh lại làm người đó, thì có nhiều cái phước báo, có nhiều cái sự thuận lợi hơn, danh vọng, địa vị, giàu sang, những điều đó. Khi mà xuất gia thì người có bố thí, cái vị mà tỳ kheo có bố thí thì sẽ được cái được người đàn tính thỉnh cúng dường trước, hay là những vị đó sẽ có những cái lễ phẩm, tặng phẩm mà do những người đàn tính cúng dường hộ độ cho. Thì nếu mà cả hai đó đồng niềm tin, đồng trí tuệ và đồng giới hạnh đó, thì về phương diện giải thoát thì đồng nhau, vị đó cũng giải thoát giống như nhau. Nếu vị đó là bậc A-la-hán tinh văn thì vị kia cũng là bậc A-la-hán tinh văn. Nhưng mà ngược lại đó là cái vị mà không có bố thí thì sẽ có những cái sự hạn chế hơn trong cái việc mà danh vọng, hay là trong cái việc mà có vật dụng, hay là những cái đồ gọi là sở hữu tài sản, vân vân. Thì như vậy thì cái người mà tin vào có cái quả của sự bố thí thì chúng ta đã làm được việc thiện, tin, và là do vậy đó, do có tin cho nên là chúng ta bố thí, do có tin cho nên là chúng ta cúng dường, do có tin. Bởi vì cái phước của sự cúng dường cho nên là mình tin có cái sự phước của sự cúng dường cho nên là mình mới cúng dường, và cúng dường thì sẽ được cái quả thiện như vậy. Rồi cái thứ ba nữa đó là một người không tin về tế tự đó, thì cái này nó rất là nguy hiểm. Là vì sao? Chúng ta biết rằng cái tế tự mà chúng ta sát hại, hay là tế tự để mà cúng tế thần linh á, thì cái đó nó mang đến cái quả báo xấu. Trong khi tế tự đó là cúng dường, khi mà mình có những cái dịp để chúng ta hội tụ lại, trở thành những cái lễ tế lễ lớn để mà mình cúng dường, hay là mình bố thí chẩn bần, thì cái việc tế tự đó nó vẫn có cái quả báo. Cái quả báo ở đây là quả báo thiện, thiện do cái người đó có thực hiện cái pháp tế tự như vậy. Còn nếu như chúng ta hiểu trong một cái tế tự thông thường đó, là người ta tế thần, tế này tế kia đó, mà sát hại sinh linh đó, sát hại con vật này, hoặc là chúng ta nghe nói là đồng nam đồng nữ, hoặc là trâu, hoặc là bò, hay là dê, hay là gà vịt gì đó, thì cái đó nó lại là mang cái nghiệp sát, và cái tế lễ đó nó cũng không có cái lợi ích gì, mà càng lại mang nghiệp thêm nữa. Cho nên cái người mà tinh tự ở đây đó là tinh tế tự có cái việc mà cúng dường đến những bậc đáng cúng dường, và khi mình có cúng dường đến những bậc đáng cúng dường, có bố thí những bậc đáng bố thí đó, những người đáng bố thí đó, thì cái người đó họ cũng được cái quả báo. Trong khi cái người chúng ta biết rằng nếu mà một cái tâm tham khởi lên bỏn sẻn á, keo kiệt á, thì không bố thí. Nhưng mà ngược lại, cái người biết bố thí là xả đi cái tâm keo kiệt đó, bỏ đi cái tâm keo kiệt đó. Cho nên là mình không bố thí thì mình không được quả. Mà nếu như một người mà không sát sanh thì ngược lại đó, thì họ phải nuôi dưỡng tâm từ. Ngược lại họ phải nuôi dưỡng tâm từ. Không sát sanh là tránh xa những cái nghiệp bất thiện, nhưng mà ngược lại đó là phải nuôi dưỡng cái tâm từ của mình. Đó là cái cách mà mình trao dồi tâm thiện, trao dồi tâm thiện. Ví dụ như là tâm từ là một trong những cái tâm thiện mà mình tu tập, tu tập thì đương nhiên là phải có cái quả báo. Cho nên nếu như một người mà không tin những điều đó, hoặc là có tin nửa vời, có nghĩa là mình biết tránh xa những điều ác, nhưng mà điều thiện mình không làm, nó ngược lại.
Nếu mà điều thiện không làm thì không có cái quả của điều thiện, và không có cái điều thiện làm sao để mà gột sạch được cái thiện sự, làm không có cái thiện sự thì làm sao gột sạch được những cái bợn nhơ ở nội tâm được. Bởi vì đó là bợn nhơ của tâm tham, bợn nhơ của tâm sân, bợn nhơ của tâm si, bợn nhơ của tâm tà kiến, bợn nhơ của tâm keo kiệt, rồi là ganh tị tật đố. Đó là những cái bợn nhơ của nội tâm, mà chỉ có cái thiện pháp mới có thể rằng gột sạch được những cái bợn nhơ đó. Chỉ có cái trí tuệ, chỉ có giới, chỉ có định, chỉ có tuệ thì mới gột sạch được những cái bợn nhơ đó. Cho nên ở đây đó là cái người mà không tin tế tự, không tin tế tự, thì cái người đó đó họ chúng ta thấy rằng là họ làm cái việc ác rất là nhiều, bởi họ không tin mà, không tin, cho nên là họ làm cái việc ác. Có đâu mà họ có thể là làm được việc thiện. Cho nên là việc ác mà họ làm đó, thì họ vẫn lấy cái quả báo khổ. Còn cái việc ác mà họ tránh đó, thì không có cái quả báo khổ. Nhưng mà rồi đó là họ không làm được cái việc thiện, thì làm sao gột sạch được những cái bợn nhơ ở nội tâm, đó là tham sân si tà kiến ngã mạn tật đố ganh tị vân vân, bỏng sáng, không có những cái điều đó. Vì vậy cho nên là cần phải thực hiện những cái điều thiện ở trong đời sống mà Đức Phật này, bởi vì ở đây đó là cái điều chắc thật. Bởi vì trong cái tâm của mỗi chúng sinh á, thì nó thường là có ẩn hai cái trạng thái thiện và trạng thái của tâm bất thiện. Cho nên lúc nào mà tâm thiện á, mà tăng trưởng á, thì tâm bất thiện á, sẽ được đẩy lùi. Nhưng mà ngược lại, khi mà tâm bất thiện nó tăng trưởng á, thì tâm thiện sẽ bị vắng mất đi. Cũng như là bóng tối và ánh sáng nó càng xuất hiện chừng nào thì bóng tối sẽ bị tiêu dần chừng nấy. Vì vậy cho nên là ở đây đó, trong đạo Phật, Đức Phật này dạy rằng mình còn tránh xa điều ác thì mình còn phải thực hiện những cái hạnh lành đó. Thực hiện cái hạnh lành, nếu không thực hiện hạnh lành thì không được. Cho nên những cái người mà tin về nửa dời cũng không được, mà cái người mà có tin rằng là không có quả báo, không có cái gì hết đó, là chấp vào cái chủ nghĩa hư vô đó, thì cái đó đó nó cũng lại càng nguy hiểm hơn. Bây giờ nói đến cái quả báo của thiện nghiệp và ác nghiệp, chúng ta thấy rằng là cái quả của thiện nghiệp và ác nghiệp nó vẫn có. Một khi mà mình có cái sự chủ tâm, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, nếu với ý ô nhiễm nói lên hai hành động khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, tức là giống như cái hình ảnh của chiếc xe bò, và con bò nó kéo chiếc xe nặng nề, rồi nó cán lên cái dấu chân, bánh xe sẽ cán lên cái dấu chân của con bò, nó đi theo như vậy. Và nếu với cái tâm mình ô nhiễm, ô nhiễm tức là bị tham, bị sân, bị si, bị tà kiến, bị tình tố, tật đố, ngã mạn gì đó, thì những cái điều đó nó sanh khởi lên, và cái người đó họ tạo ra cái nghiệp bất thiện, lời nói hoặc là hành động, thì họ dẫn lấy quả báo khổ. Rồi cái người mà với cái tâm thiện của mình có sự chủ tâm, nếu với tâm thanh tịnh, với ý thanh tịnh nói lên hành động an lạc bước theo sau như là bóng không rời hình, đó là hình ảnh mà chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng thanh thoát khi một người tạo những cái thiện nghiệp. Cho nên nếu với cái tâm mà thanh tịnh thì sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp là như vậy. Cho nên cái quả báo của thiện nghiệp và ác nghiệp nó vẫn có trong đời sống. Chúng ta thấy rằng là một trong, nếu nói trong di diệu pháp, là một trong những cái tâm bất thiện đó, tâm tham, tâm sân, tâm si, thường là tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si, hoài nghi đó, là những cái tâm đó nó đưa đến quả báo xấu, quả báo khổ ở trong tương lai nếu với cái tâm ô nhiễm. Còn nếu với cái tâm thanh tịnh thì cũng bằng với cái sở hữu tư, tức là cái tâm mà chủ đích của mình, hay là cái tâm mà mình
chủ tác tạo, để mà mình tác tạo chủ ý, để mà mình tác tạo những cái thiện nghiệp, thì cái tâm đó nó luôn luôn là tác tạo bằng cái nghiệp lành, thiện nghiệp. Và khi mà tác tạo những cái thiện nghiệp thì nó sẽ có những cái quả báo thiện, quả báo vui. Thí dụ như chúng ta thấy rằng quả của tám tâm đại quả, những cái tâm đại quả cho cái quả tái sanh ở cảnh giới vui. Thí dụ như cõi người của chúng ta cũng hưởng được một trong tám tâm đại quả đó. Rồi các cái cõi trời dục giới cũng hưởng được ở trong các cái tâm đại quả đó. Và cũng với cái tâm thiện đó mà người ta tác tạo, có thể rằng từ cái việc mà chứng thiền để họ sanh về, tạo ra cái quả mà mặc dù là chứng thiền sắc giới hay là chứng thiền sắc giới, thì bằng những cái tâm thiện sắc giới hoặc là tâm thiện vô sắc giới. Nhưng mà khi mà nói đến việc mà mình tu tập ở trong cõi nhân loại của mình, khi một người hành thiền thì cũng bằng với cái tâm đại thiện đó. Nếu nó ở cõi trời, ở cõi người, ở cõi dục giới của chúng ta, thì ở đây đó có thể nói rằng là cái quả của thiện nghiệp nó vẫn có ở trong đời sống, và cái quả của ác nghiệp nó vẫn có ở trong đời sống. Chúng ta chưa có thể chứng được cái sanh tử trí, chúng ta chưa có thể chứng được cái túc mạng minh để biết được cái kiếp sống của mình và nhân loại, chưa chứng được cái sanh tử trí hay là cái thiên nhãn minh, thì chúng ta cũng không biết được cái quả nào, rồi kiếp nào chúng ta tái sanh quả gì, thiện nghiệp gì chúng ta tái sanh ở cảnh giới này, ác nghiệp gì chúng ta tái sanh cảnh giới kia, vân vân, mà chúng ta chưa chứng. Nhưng mà điều đó đó là nó vẫn có ở trong đời sống. Thí dụ như là mình thấy rằng là nhiều khi mình làm hành thiện, làm thiện ở trong suốt cả quãng đời của mình, nhưng mà mình cũng bị có khi đó thì có những người đó gặp những cái trục trặc nhẹ thì bị tai nạn này hoặc là tai nạn kia, nặng nữa thì mất mạng bằng với những cái gì đó tai nạn khủng khiếp, thì chúng ta cũng biết đó là điều đó không thể nào mà đương ngẫu nhiên mà có, mà nó đều là do quả của thiện nghiệp và quả của ác nghiệp mà thôi. Cho nên ở trong cuộc đời này thì nếu mà chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình còn là phàm phu thì còn chịu tương tác của thiện nghiệp và ác nghiệp, và còn thì còn tương tác của ác nghiệp và thiện nghiệp đó, cho nên là chúng ta phải nhận lấy cái quả vui hay là quả khổ trong đời sống luân hồi. Cho nên nếu như một người mà tạo thiện nghiệp, không những là mình chỉ mong rằng tránh những cái quả xấu không, mà mình còn mong rằng tạo cái thiện nghiệp bằng thân khẩu ý, để rồi chi, để rồi là thanh lọc nội tâm, chấm dứt được những cái quế nhiễm, cấu quế của phiền não, để mà mình chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là điều mà mình cần phải làm, Cho nên có quả báo trong đời này, có quả báo trong đời sau, chứ không thể nào không có được. Cái đời này và đời sau nó là chẳng qua là nói là cái chặng đường của một kiếp nhân sinh nào đó thôi, một kiếp nào đó thôi, chứ còn bao nhiêu kiếp chúng ta trải qua, có khi làm người thân nhân loại, có khi làm thân chư thiên, có khi làm thân phạm thiên sắc và vô sắc, có khi thì sanh trong khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Điều đó đó có, nhưng mà mình chưa có chứng được cái sanh tử trí hay là cái túc mạng trí, mình không có thể biết được những điều đó. Nhưng mà rõ ràng là trong đời sống luân hồi nó có những cái quả tốt xấu nó diễn ra ở trong đời sống, và tạo cho người ta được an vui hay là khổ lụy. Mình thấy sờn sờn ở trong cái đời sống kiếp người của mình là như vậy. Rồi bây giờ đó là nói đến là một người, chúng ta biết rằng là có những chúng sanh hữu tình, cái thức của đời này đời sau, có nhiều người quan niệm là chết là hết, không có cái gì hết á, không có đời trước, không có đời sau,
không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp. Cái đó nó nguy hiểm. Khi một người mà tin có đời trước, đời sau, cho nên là mình biết tránh xa, biết xa, tránh xa những cái ác nghiệp, rồi mình thực hiện những cái thiện nghiệp ở trong đời sống. Cho nên là cái đời sống của chúng ta đó, thì chỉ có Đức Phật Ngài mới tuyên bố rằng cái thế giới này đó, nó bao la như vậy, rồi có chứng như hữu tình, từ ở thân đồng, tưởng dị thân đồng, vân vân. Thì những cái điều đó đó, nó đều có. Sở dĩ mà nó có sự khác biệt như vậy đó, trong các cái chúng sinh mà ở các cái cảnh giới đó, cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp mà chúng tôi muốn nói. Cái nghiệp ấy thường thường là mình chỉ nói là thiện nghiệp, ác nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp, ác nghiệp nó rộng á, nó mang đến một cái gì đó tầm rộng, tầm rộng mà giống như mình nói là một người chứng thiền, thì cái thiền nào, chứng thiền nào mà cho họ sanh về cảnh giới đó, thì điều đó chúng ta nói đến cái thiện nghiệp rất là nhiều, thiện nghiệp rất là nhiều. Nội mà chúng sanh mà sanh trong khổ cảnh không á, thì có những chúng sanh mà ngạ quỷ đó, rất là nhiều, có thể là nói đến tới 24 loài. Thì những 24 loài đó, thì có những loài ngạ quỷ ở gần chúng ta, nhưng mà có những loài ngạ quỷ ở rất là xa, ở cái cảnh giới ở rất là xa. Mà ở đây chúng ta không nói ở một cõi, nhưng mà là một cảnh giới nào đó chúng sanh trú ngụ ở đó, ngạ quỷ trú ngụ đó, cho nên là mình cũng không thấy được. Nhưng mà quả đó là điều là quả của bất thiện nghiệp hết. Vì vậy cho nên ở đây đó là có những cái, chúng ta có bốn cái thành, thành phần danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì trong mỗi con người của chúng ta nó tồn tại giữa năm cái quẩn, năm quẩn. Sắc quẩn là chỉ cho sắc thân của chúng ta, tức là những cái thể chất của chúng ta, đầu mình, chân tay, rồi cao bao nhiêu đó, vân vân. Nhưng mà ở trong mỗi chúng sinh nó có một cái thành phần danh quẩn mà mình gọi là tâm, mình gọi là tâm. Thì cái thức tái sanh ở đây đó, mình có thể nói rằng là đó là một trong những cái tương hợp giữa những cái điều kiện sẵn có để rồi có chúng sanh có sự hiện hữu, sự hiện hữu. Giống như quý vị thấy rằng là dầu đèn có thì tự động là bật lửa lên là nó cháy thôi, là nó cháy. Rồi dầu đèn biến mất, dầu đèn không còn lửa nữa thì tự động biến mất. Chúng ta thấy là như vậy. Thì cái thức này đó, có thể nói là có những chúng sanh chịu tương tác của nghiệp, cho nên là có những cái thức tái sanh ở các cái cảnh giới, không phải là chỉ có cõi người của mình mà có cả ở cảnh giới nữa. Nên là có những cái điều mà có thức tái sanh đó, bữa đời này, đời sau. Cái đời này và đời sau đó, nó không phải là một, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn cách ly. Cho nên nếu như ai nói chấp là một đó, là duy nhất đó, thì nó cũng là sai, chấp vào cái thường kiến. Và nếu mà ai nói rằng không có đời trước, không có đời sau, thì lại là chấp vào cái đoạn kiến. Nhưng mà ở đây đó là chúng ta thấy rằng là có những chúng sanh hiện hữu mà bắt nguồn từ ở có cái việc thức tái sanh đó mà chúng sanh hiện hữu. Giống như trong kinh Trung Bộ mình nói rằng là cái yếu tố của cha, cái yếu tố của mẹ, rồi cái thức tái sanh, tức là phải có ba cái yếu tố căn bản, nền tảng như vậy mới có cái sự hiện hữu của chúng sanh mà mình nói là ở cõi nhân loại của chúng ta vậy đó. Cõi người của chúng ta là như vậy. Rồi là chúng ta thấy rằng là có người đó đối xử với cha với mẹ đó, rất là bất hiếu, rất bất hiếu, rất là bất hiếu. Có nghĩa là nhiều khi đó cái người mà đối xử với cha với mẹ đó bất hiếu là vì họ không nghĩ đến cái công ơn của cha mẹ, là vì lý do mình có thể nói rằng họ mê muội, hay hoặc là gọi là bị vô minh, cho nên là họ không nghĩ đến cha mẹ. Có nhiều người nói là cha mẹ quan lạc với nhau rồi sanh ra mình thôi, chứ còn sự thật ra thì cũng chẳng có ân đức gì. Họ cho rằng như vậy. Thì cái người đó họ không nghĩ rằng hồi lúc mà mẹ mình mang thai của mình, mang thai mình
9 tháng 10 ngày cưu mang như vậy, mang nặng như vậy, rồi tới chừng sanh mình ra là đẻ rau rồi, rồi nuôi nấng, rồi tạo mình nên sự nghiệp, kiến thức, rồi gia đình, vợ chồng con cái gì đó, họ không nhớ ơn đó. Những thì cái người mà đối xử với cha với mẹ như vậy đó, thì đó là một trong những cái điều mà cư xử với cha mẹ rất là bất hiếu. Chúng tôi nhớ hồi xưa đó, ở quê chúng tôi thì ở gần Long An, thì quý vị biết rằng bà thân chúng tôi kể đó là điều này nó diễn ra trước 30 tháng 4 ở cái huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ấy, là có cái anh chàng đó, ảnh bất hiếu với mẹ ảnh, mà thường thường ảnh nhậu say và ảnh đánh mẹ ảnh. Cái bữa đó trời mưa râm râm, ảnh rượt mẹ ảnh ra ngoài đường, ngoài rất đồng ruộng á. Mẹ ảnh quảng chạy ra đồng ruộng, ông rượt theo kịp, ông vừa tính giơ dao lên, người ta gọi là trời trồng, không biết sao ông đứng luôn. Thì người ta xây cái mộ ở tại đó luôn. Mẹ ông chạy thoát là ông đứng. Là sao mà ông đứng luôn. Cầm con dao vậy ông đứng luôn như vậy. Thì cái điều đó mình không biết là nó sự thật ra sao. Nhưng mà nghe bà thân kể như vậy đó. Thì có nghĩa là một người ở đối xử tệ với cha mẹ bất hiếu như vậy đó. Đó là một trong cái quả báo. Mà chúng ta thấy rồi. Ở trong kinh nói là năm tội ngũ nghịch đại tội. Ngũ nghịch đại tội tức là năm tội lớn, trong có cái đó có tội là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng đó. Thì năm cái quả báo đó nó nặng lắm. Cái người mà phạm vào một trong năm cái tội đó, cái nghiệp đó, thì cái người đó có nỗ lực gì ở trong kiếp này cũng không thể nào mà chứng đắc được đạo quả thần tâm trí gì ở đây đó. Thì ở đây đó có thể nói rằng là một người nếu mà nhớ được cái ơn của cha mẹ thì dù là một ơn nhỏ cũng là nhớ nữa. Còn cái người mà vô ơn là không nhớ đến ơn cha ơn mẹ, thì cái cách gì đó họ cũng đòi hỏi cha mẹ phải có trách nhiệm với họ, chứ họ không phải là có cái trách nhiệm đối với cha mẹ. Cho nên cái người mà đối xử với cha với mẹ chúng tôi nghĩ rằng nó tệ đó, nó bất hiếu đó, thì bị cái quả báo sau, bị quả báo sau. Còn cái người mà cũng là một cái bài học giáo dục con của mình, nó sẽ trở thành bất hiếu lại với mình. Nếu nói bị quả báo xấu thì sau này con ở tệ lại với mình, bất hiếu lại với mình. Còn nếu mà nói là bài học để giáo dục là hình ảnh đó, là bài học để cho con cháu nó bắt chước theo, sau này ở tệ lại với mình là vậy. Ngược lại, nếu một người mà có hiếu với cha mẹ, chúng ta nghe Đức Phật dạy ở trong kinh á, ngay cả cái việc mà mình chỉ cần có hiếu với cha mẹ, thương kính cha mẹ, phục vụ cha mẹ, chết mình cũng có thể được sanh thiên nữa. Sở dĩ mà được cái cương vị của Đức Trời Đế Thích thì trong đó có cái việc mà hiếu với cha với mẹ nữa. Cho nên là một cái vị mà thiên chủ như vậy đó, trở thành một cái vị Trời Đế Thích chủ chân ở cõi trời tam thập tam như vậy đó, thì trở trời đau lợi đó, sở dĩ được như vậy đó, thì trong đó có một cái thiện nghiệp đó là luôn luôn có hiếu, và trong mọi hoàn cảnh luôn luôn có cái tâm tự thương tưởng đối với cha mẹ. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy. Cho nên là cái việc mà một người mà ở xấu với cha với mẹ, bất hiếu với cha mẹ trong cái cách cư xử, lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ đó, thì cái người đó luôn luôn bị cái quả báo xấu. Và cái người mà có cái cách suy nghĩ, ngay cả cái tâm mà mình thương kính cha mẹ, rồi cái lời nói mà mình nói tỏ ra cái sự quan tâm thương kính cha mẹ, rồi cái hành động mình sống nuôi dưỡng cha mẹ, thì chúng nghĩ rằng cái quả báo đó nó luôn luôn mang đến cái sự an lạc của họ trong đời này. Vì họ nhớ ơn, dù là một cái ơn nhỏ của cha mẹ họ cũng nhớ ơn. Còn cái người vô ơn, dù cha mẹ có cho họ nhiều cái điều mà cha mẹ đối xử tốt với họ đi nữa, thì họ cũng là vô ơn, họ không nhớ được những điều đó. Như vậy thì cái quả báo xấu của cái người bất hiếu với cha mẹ, còn cái quả tốt đó, quả lành đó, thì luôn luôn là có hiếu với, là do có hiếu với cha mẹ.
Rồi một số người thì lại quan niệm rằng là có những chúng sinh quan niệm rằng là có cái loài quá sanh, không có các cái loài quá sanh. Thì chúng ta thấy rằng là cái cõi nhân loại của chúng ta đó, như là trong kinh nói là khi mà nói giáo lý duyên khởi thì ở đây đó là nếu mà mình nói rằng là hữu đó thì là do nghiệp hữu và sanh hữu. Thì cái nghiệp hữu là mình tạo tác để rồi nó có sự hiện khởi ở trong đời sống, do mình có đầu tư tạo tác ra cho nên là mình sanh ở trong cõi khổ, do có đầu tư tạo tác ra cho nên là mình sanh ở trong cõi vui, giới vui. Cõi đó là cõi người tứ thiên dương đau lợi đấu sức dạ ma quá lạc thiên tha quá tự tại, hay hoặc là các cái cõi trời phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên vô sắc giới. Điều đó là do mình có cái sự tạo tác đầu tư. Còn nói đến sanh hữu thì bốn cái loài, tức là thai sanh, loài sanh bằng thai, loài sanh bằng con, loài sanh bằng trứng, loài sanh nơi ẩm thấp, loài nơi quá sanh. Cho nên là phần lớn ở các cái cõi trời á, là đều là quá sanh chứ không phải thai sanh. Ngay cả những chư thiên ở cõi dục của chúng ta, chư thiên hư không hay là các cái loài ngạo quỷ đó cũng có thể là loài quá sanh hết, quá sanh hết. Bởi vì cái quá sanh đó là có những chúng sanh mà phần lớn ở các cái cõi trời đều là quá sanh, đều là quá sanh. Mà cái quá sanh này là một chủng loài, có loại sanh bằng trứng, rồi có loại sanh nơi ẩm thấp, rồi có loại sanh bằng con như là cõi người của chúng ta, và một số sinh vật khác như trâu bò heo dê gì đó cũng sanh ra con bò con hay là con trâu con hay là con ngựa con hay là con heo con vân vân. Thì như vậy thì không phải chỉ có cái việc mà sanh ở trong cõi người, là chỉ có cái cõi người của chúng ta mới là thai sanh, mà còn ngoài ra đó chúng ta thấy rằng có những cái chúng sanh quá sanh đó, quá sanh đó. Cho nên là cái nhìn của mình ngày xưa thì giống như là mình nói rằng khi mà xã hội chưa có văn minh, chưa có máy bay, rồi chưa có tàu thì mình chỉ biết được cái chỗ nào gần nhất của mình thôi. Ngày nay là châu lục, các châu lục là mình đều thông thương với nhau, từ cái việc mà do cái truyền thông, từ ở cái hình ảnh, rồi tất cả các thứ, rồi thậm chí đi ra khỏi cái quả địa cầu của chúng ta nữa, cũng có những chúng sinh tồn tại ở những chúng sinh đó, có các cái cảnh giới đó, mặc dù là mình không sống ở cảnh giới đó. Bởi vì chúng tôi thấy rằng là mình thấy rằng là tại vì mình không có cái nghiệp để sống ở trong cảnh giới đó, cho nên là mình sống không có được, hoặc là mình không thấy, không biết. Nhưng mà có những chúng sanh đó, và Đức Phật đã tuyên bố, cũng như là khoa học, người ta có nhiều cách để họ tìm, thì họ cũng tìm được là có sự sống ở sao quả, có sự sống ở nơi đây nơi nọ. Thì cái đó cũng là chỉ trong cái giới hạn biết của chính mình thôi. Trong khi Đức Phật thì Ngài biết nó rất là sâu rộng về cái sự hình thành có mặt của những chúng sinh đó. Rồi cái điều thứ 10 ở đây đó là trên đời này đó, nếu một người không tin có Sa Môn Bà La Môn thanh tịnh thì cái này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì có những bậc thanh tịnh, có những bậc thanh tịnh. Mình nói đâu xa, thí dụ như là ở trên cuộc đời này thì có những người hiền, có những người hiền, có những người có đức, những người hiền, những người có đức. Thì những người có hiền, những người hiền mà những người có đức đó, khi mà mình đối mặt, đối diện trước họ đó, thì mình cũng cảm thấy đó là cái sự an vui cho mình. Còn ngược lại, nếu mà mình đối diện với những cái người kẻ hung ác á, mình cảm thấy bất an lắm, cảm thấy bất an. Như vậy thì khi ở trong cuộc đời này thì có những cái bậc Sa Môn Bà La Môn đó, chân chánh thực hành đúng chánh pháp, thì cái người đó họ luôn luôn có được cái sự an vui ở trong cái cuộc sống. Bởi vì sao? Chính đạo pháp Đức Phật đã mang lại giúp cho các cái bậc thánh giả giải thoát từ người phàm trở thành bậc thánh, trở thành bậc thánh. Và bậc thánh thì thanh tịnh, bậc thánh thì thanh tịnh. Có những bậc thánh thanh tịnh hoàn toàn, có những bậc thánh thì thanh tịnh một phần hoặc là hai phần. Nhưng mà bậc thánh là những bậc thanh tịnh. Ngay cả những người có đức
khi mà mình xúc phạm đến những cái người có đức đến thì mình đã mang cái nghiệp nặng rồi. Giống như cái ông bà ta nói cái câu là đức trọng quỷ thần kinh đó. Cái người mà có đức đó chỉ là người hiền, người có đức thôi, mà mình quỷ thần còn khiếp sợ. Thì cái người mà có đức đó, nếu mà một ai mà xúc phạm đến những người có đức, có phước đó, thì ta thấy rằng họ có những cái điều bất lợi, cái điều không may mắn ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Huống chi là xúc phạm đến những cái bậc mà thánh giả, những bậc thánh giả. Bởi vì có những bậc thánh giả, chúng ta thấy nè, Đức Phật của chúng ta đó là từ ở một cái người phàm phu, mình có thể nói là lúc mà Ngài còn là Bồ Tát đó, chưa giác ngộ trước cội, dưới cội cây Bồ Đề, thì Ngài cũng là một bậc Bồ Tát thôi, bậc Bồ Tát thôi, cũng là phàm phu thôi, chỉ có cái chí nguyện để hướng đến giải thoát. Nhưng mà rồi đó thì sau khi Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề rồi đó, thì lúc đó là Ngài gọi là bậc giác ngộ Phật. Thì chư vị thánh đệ tử cũng Đức Phật cũng vậy, sau khi nghe Đức Phật giáo truyền lời dạy về những cái pháp hành trì đó, thì vì các vị này nỗ lực hành trì rồi chứng quả vị thánh để trở thành bậc thánh. Thì cái giai đoạn mà dù là mình nói như thế nào đi nữa, thì giai đoạn mà chuyển tộc từ ở cái người phàm phu mà trở thành một bậc thánh, tức là từ ở một cái người phàm phu sau đó là sát na của chuyển tộc để trở thành một bậc thánh Tu Đà Hoàn, thì rõ ràng là vị này là dù có dễ vô gì đi nữa cũng là sanh tử không quá bảy kiếp, và vị này không bao giờ sanh vào trong khổ cảnh sau khi chứng quả Tu Đà Hoàn rồi. Bởi vì sao? Vị ấy dứt được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, khi đó đó là vị đó không tạo ác nghiệp do thân khẩu, vậy cho nên là vị đó không bao giờ khổ, sanh vào khổ cảnh, không tạo ác nghiệp cho nên không vào khổ cảnh. Nhưng mà phiền não cũng còn, cho nên là còn phải luân hồi. Luân hồi thì nói rằng không luân hồi không quá bảy kiếp. Thì ở đây có thể nói nếu như một người mà cái người mà gọi là tin vào cái việc mà cái người mà tin vào cái hệ quả của chủ nghĩa hư vô đó, thì người đó không bao giờ kiểm thúc được chính cái ba cái nghiệp của họ là thân khẩu và ý. Cho nên là thân họ có thể là sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu họ có thể nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, ý của họ tham ác, sân ác, hoặc là tà kiến ác, si chi phối họ, làm cho họ có những cái hành vi bất thiện, cho nên là họ phải bị sanh vào trong trong khổ cảnh. Dĩ nhiên là còn một số người nữa đó là quan niệm rằng với cái sự tà kiến, khi mà một người có một cái quan niệm như vậy thì người đó được gọi là tà kiến. Rồi là họ suy nghĩ không có những cái quả báo của thiện nghiệp, không có quả báo của ác nghiệp, không có cái việc quả khổ của cái người bất hiếu với cha với mẹ, không có cái quả của cái người mà có hiếu với cha với mẹ, rồi không có tin các cái bậc thánh thanh tịnh, và là một người có thinh tin đối với cái bậc thánh thanh tịnh, sa bà la môn thanh tịnh đó, thì ở đây đó cái người đó đó chúng ta biết rằng họ sẽ tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện lắm, và khiến cho họ tạo nghiệp bất thiện. Rồi còn một số người đó là tin nửa vời, tức là biết rằng tránh xa những cái nghiệp ác, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng mình không làm tạo ác nghiệp thì không sanh trong khổ cảnh. Nhưng mà rồi đó thì họ cũng còn phải luân hồi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng là nếu mà thiện nghiệp không có phát triển thì bất thiện, gọi là thiện pháp mà không phát triển đó, thì bất thiện pháp sẽ trỗi dậy, trỗi dậy. Và đối với đạo Phật thì một người mà không tạo nghiệp ác
nhưng mà họ cũng không tạo nghiệp thiện nữa, thì cái này nó cũng không phải là một cái điều đúng đắn. Bởi vì chúng ta biết rằng còn phải khổ đau, còn phải luân hồi. Rồi một người mà do rằng thấy rằng cái chủ nghĩa hư vô, tức là tin rằng có những lời, có những cái sự thanh tịnh như vậy và có quả báo như vậy, cho nên họ tích cực tạo nghiệp thiện. Thân họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu họ không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ vô ích. Rồi ý của họ là không để cho tham ác, sân ác hoặc là tà kiến ác chi phối. Như vậy thì họ cố gắng thực hành những nghiệp thiện, thiện nghiệp để chi? Để làm cho gột sạch những cái bận nhơ của phiền não, họ sẽ sớm được cái sự giải thoát. Khi tin như vậy, có quan điểm suy nghĩ như vậy, thì cái người đó được gọi là chánh tư duy. Rồi có một cái suy nghĩ như vậy thì được gọi là chánh chư vi. Có một cái nhìn nhận biết đúng như vậy gọi là chánh kiến. Và người mà nói những cái điều sự thật đó và biết rõ điều sự thật đó, nói lên những cái sự thật đó, thì người đó gọi là có chánh ngữ. Như vậy thì cái người mà biết được cái thiện nghiệp để làm, cái ác nghiệp để tránh, thì cái người đó chẳng những họ làm như vậy mà họ còn khuyến khích người khác, họ còn khuyến khích người khác, họ còn động viên người khác làm những cái việc thiện nữa. Thì dù gì đi nữa, họ nói được điều thiện, họ suy nghĩ được điều thiện và họ hành động được điều thiện, thì chúng tôi nghĩ rằng kết quả là luôn luôn mang đến sự an lành, và sau cùng là họ giải thoát ở trong tương lai. Như vậy thì ở đây cái điều mà chúng ta thấy, nếu mà các vị gia chủ này không có tin một cái lời nào, hay hoặc là không tin một cái lời nào do những cái vị giáo chủ hay là những vị nào đó, thì hãy lấy điều này căn cứ, lấy điều mà Đức Phật Ngài nói là căn cứ, tức là mình phải tin có cái quả của sự bố thí, và mình tin cái quả của sự cúng dường, và mình tin của cái quả của tế tự, và mình tin có quả của thiện nghiệp và ác nghiệp, và mình tin có những chúng sanh đời này và đời sau, và có những chúng sinh bất hiếu với cha mẹ thì quả báo khổ, có hiếu với cha mẹ thì quả luôn được sự an vui, và có những chúng sanh không phải chỉ có nhân loại của chúng ta, mà có những chúng sanh hiện hữu ở trong các cái cảnh giới rất là nhiều, mà nói trong Phật giáo là 31 cõi như vậy thì rất là nhiều. Và có những chúng sinh, tức là những bậc sa môn, những vị bà la môn thanh tịnh ở nội tâm, và vị đó chứng đắc thành tựu. Mà điều đó chúng ta nhìn lại ở các cái bậc ẩn sĩ, cái vị ẩn sĩ cũng như là các thánh giả đệ tử của Đức Phật, và cũng như Đức Phật đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi và cuối cùng đạt được sự giải thoát nhờ cái sự thanh tịnh từ thân khẩu ý đó, mà gọi là một vị hoàn hảo hay là một vị toàn hảo như Đức Phật của chúng ta. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời trong cái đoạn kinh, trong cái bài kinh hôm nay, một đoạn, những cái đoạn mà chúng ta học, chúng tôi xin được dứt lời ở đây để dành thời gian còn lại để chư tăng bàn sâu rộng thêm, thảo luận thêm để chúng ta được lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sau cái chương tọa Pháp Tân, mà thì tọa Pháp Tân biết chương tọa giảng nãy giờ thì cũng hơi mệt á, nhưng mà chương tọa không nghĩ là ở trong 10 cái tà kiến đó, ba điều đầu là không có sự bố thí, không có sự cúng dường, đúng ra là không cúng dường, không có tế tự. Nhưng mà ba điều này chúng ta nên phân biệt nó khác nhau thế nào?
Được, ví dụ như là nó không có tế tự nát thi hung tăng, thì có phải là có những người họ có niềm tin rằng tụng kinh hay là làm những lễ cúng hay là những cái đàn tràng hoàn toàn là vô ích? Thí dụ có những người họ không tin vào những cái tế đàn, thì có phải là không tin có tế tự không? Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân Hoan Hỷ làm rõ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong room. Thì theo con nghĩ là cái tế tự ở đây đó là nếu mà mình tế tự giống như là các cái những vị mà Bà La Môn họ tế tự đó, họ tế tự như là tế thờ thượng lửa, rồi họ tế con vật này hoặc là con vật kia cho thần linh đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó không phải là mang đến cái quả báo tốt. Giống như là con nhớ trong trường bộ kinh có một cái câu chuyện của vua Biyasi lại thanh niên Uttara chẳng hạn. Thì vua Biyasi thì kêu người đó nhờ những vị thần dân của mình, nhờ những người vị mà quan cận thần mình để mà chuẩn bị những cái tế lễ đó để mà bố thí cúng dường gì đó. Nhưng mà tự tay đích thân của vua đó thì không làm những điều đó. Trong khi thanh niên Uttara đó thì nghĩ rằng là cái việc mà mình tự tay mình làm và cái tâm của mình tin như vậy và tin có những cái bậc mà đáng được cúng dường, đó là những bậc thanh tịnh. Giống như một người mà cư sĩ hay là một người Phật tử đó thấy rằng cái việc mà mình cúng dường những bậc đáng cúng dường, thì khi mà mình cúng dường những điều đó, mình tin được cái quả của sự thanh tịnh do cúng dường, bởi vì có vật thí, rồi có tâm thí, rồi là có đối tượng thọ thí. Khi mà đối với đây là những bậc đáng cúng dường, những bậc đáng cúng dường là vì tự tay vị đó làm như vậy. Thanh niên Uttara đã tự tay làm những điều đó. Cho nên là thanh niên Uttara nói là chỉ gặp nhau với vua Biyasi ở đời này nhưng mà không gặp nhau ở đời sau. Thì ý con muốn nói ở đây đó là cái việc mà mình cúng dường những bậc cúng dường, tức là không phải là những cái chuyện mà mình làm ra cho hoành tráng, nhưng mà mình không có một cái chủ tâm để mà mình làm. Và cái việc mà mình tế tự giống như là nếu như một người mà tế tự trong cái cách giống như là mình sát hại sinh vật, hoặc là mình nghĩ là một thần linh nào đó để mà ban vui cứu khổ do cái sự cúng tế này, thì cái đó nó không có cái kết quả tốt, không có cái kết quả tốt. Còn một người mà tin có cái tế tự ở đây đó là tin những cái vị đối tượng mà mình cúng dường, đối tượng mình thiết lễ để mà mình cúng dường, thì những bậc này là đáng được cúng dường. Tức là những bậc mà mình có thể nói rằng Đức Phật cũng như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật là như vậy. Mà một người không tin có tế tự ở đây đó, con nghĩ rằng cái người họ không tin có, dù là cúng dường đến những cái bậc đáng cúng dường, họ cũng không tin, họ không nghĩ rằng có cái quả báo, có cái quả tốt, có cái quả lành do họ cúng dường đó. Cho nên cái người mà không tin có tế tự, không có tin có tế tự đó, thì cái đó nó rất là nguy hiểm, tại vì họ không có tạo được cái nghiệp thiện và họ lại không có tránh xa được cái nghiệp ác. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là cái việc mà mình làm á, đáng nên làm thì làm, tức là giống như là mình trong cái cách mà bố thí của một người hay là cúng dường của một người thì khi mà cách bố thí và cúng dường của một người đó thì mình có đối tượng để thọ nhận, đó là bậc mà mình nghĩ rằng đáng cúng dường, bậc thanh tịnh. Mà bậc thanh tịnh đúng nghĩa,
đúng nghĩa. Thí dụ như là theo như các cái vị bà la môn lõa thể đó, thì một lần nọ bà Quy Sa Kha mà khi mà về làm dâu của ông cha chồng đó, thì ông cha chồng biểu ra đảnh lễ những bậc sa môn, những bậc tánh đó, mà những vị lõa thể như vậy, bà Quy Sa Kha không ra đảnh lễ và cũng không ra cúng dường. Thì ở đây đó là bà Quy Sa Kha chỉ hướng đến với Tam Bảo, hướng đến với Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Cho nên ở đây đó là trong cái suy nghĩ của những cái vị bà la môn á, họ nghĩ họ là cái bậc thánh, họ nghĩ họ là bậc giác ngộ, họ nghĩ họ là cái này kia. Cho nên là khi mà chúng ta muốn nói rằng khi mà những bậc đáng cúng dường ở đây là những bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Bởi vì khi mà mình có cúng dường cái đối tượng đó, đối tượng đó là những bậc thanh tịnh như vậy, thì cái phước báo rất là lớn. Còn một ngược lại đó là nếu như mà mình cho một cái người nào đó mà họ hoàn toàn thanh tịnh, thì cái phước đó nó cũng không có cao, không có lớn. Như vậy thì con nghĩ rằng là cái việc mà tế tự ở đây đó là nếu mà cái đối tượng đó để mà mình cúng dường đến với tăng chúng, đến với đệ tử của Đức Phật, thì cái phước đó rất là thù thắng. Nếu một người tin những điều đó thì cái đó họ cũng không tạo được những cái thiện nghiệp gì, thì lại càng là một cái nguy hiểm hơn. Còn cái việc mà cúng dường thì mình rõ ở trong cái nghĩa là như là mình nói mình cúng dường đến với tăng chúng, cúng dường với Tam Bảo, rồi cúng dường đối với cha mẹ là những bậc đáng cúng dường, hay là cúng dường những bậc thầy tổ, vân vân, thì đó là sự cúng dường. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Cho nên là một người mà có cái sự bố thí đó, thì cái người đó luôn luôn có được cái quả báo lành. Thì trong những cái trường hợp mà từ cái việc mà mình cho một cái người mà không có giới, mình cũng có phước mà, nhưng mà cái phước đó nó không cao, không lớn, quả nó không lớn so với cúng dường những bậc thanh tịnh hơn nữa. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nếu có điều chi chưa đủ thì thỉnh Thượng Tọa bố thúc thêm. Sa thủ trình Thượng Tọa Pháp Tân. Sư Minh Thông hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2 dịp chặt. Sư Minh Thông có những ở đây chúng ta thấy rằng trong 10 cái tà kiến thuộc chủ nghĩa hư vô đó là cha không có ơn mẹ đó, thì họ cũng tin vào cha mẹ có ơn, họ cũng thương cha thương mẹ, nhưng mà họ luôn luôn chỉ đòi hỏi cha mẹ thôi. Dạ, cha mẹ phải thương, cha mẹ phải chia tài sản, cha mẹ phải cho này cho kia, nhưng mà họ không có chăm sóc cho cha mẹ. Thì cái sự bất hiếu đó nó có nằm ở trong tà kiến không? Tức là có những người thương cha thương mẹ nhưng mà nghĩ là luôn luôn cha mẹ phải thương mình, nhưng mà mình không làm gì cha mẹ hết, thì cái đó có rơi vào tà kiến không? Kính thỉnh sư Nguyên Thông Quang Thiện dẫn cho điểm này. Dạ, kính thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 2, hỏi rằng nếu một người thương cha thương mẹ nhưng tin rằng cha mẹ sinh con thì phải có bổn phận nuôi con, điều đó thì đúng chứ con không có bổn phận đối với cha mẹ, cái này là ngu si. Vì vậy cho nên Đức Phật đã giảng dạy rằng cha mẹ là bậc phạm thiên ở trong nhà của chúng ta, là bởi vì cha mẹ chúng ta là người có đầy đủ từ bi hỷ xả đối với chúng ta bất kỳ lúc nào. Khi mà sinh chúng ta ra thì các ngài cũng đã thương yêu chúng ta. Và khi chúng ta lớn lên và chúng ta thành công thì cha mẹ vẫn là hoan hỷ cho chúng ta. Và khi chúng ta có làm lỗi thì cha mẹ cũng hỷ xả chúng ta. Thì cha mẹ chúng ta là người phạm thiên trong gia đình và là cái người thầy dạy chúng ta đầu tiên. Cho nên người con phải có lòng thương tưởng và phụng thờ cha mẹ. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói rằng người con mà phụng thờ cha mẹ thì có phước đức vô cùng. Người con phụng
Tạm thời cha có những cái độ đó là thái độ của một người vô trí và tà kiến. Nếu mà suy nghĩ như vậy là tà tư duy. Bởi vì trên thế gian này, những người mà mình đáng cúng dường nhất là Tam Bảo và cha mẹ của chúng ta. Và những người mà lớn tuổi, những người mà có giới hạnh, đó là những người mà chúng ta đáng cúng dường. Chứ còn con nghĩ là cái người mà có cái tư tưởng này là người đó không phải là Phật tử. Và người đó chỉ nói theo cái sự suy nghĩ của mình, mà một chúng sanh mà không đi học, nhất là không học Phật Pháp, thì đó là một chúng sanh quá là ngu si. Bởi vì Phật giáo là Tham Ma hay là Buddha Tham Ma, mà Buddha Tham Ma là cái chân lý tuyệt đối trên trần gian này. Đúng ở trần gian, mà đúng ở trên thiện giới, mà đúng ở dưới âm phủ, chỗ nào cũng đúng. Bên Tây cũng đúng, bên Mỹ cũng đúng, Việt Nam cũng đúng, mà Việt Cộng thì nó cũng đúng. Là người nào ngu si thì nó sẽ bị nhân quả mà thôi. Những người mà ngu si mà bây giờ còn đang trong cái quyền hạn giàu sang đó là cái phước báo của kiếp trước. Và những cái hành động ác của kiếp này thì nó sẽ nhận khi mà thân quả mang chung. Nếu mà chúng ta là người Phật tử, con nghĩ rằng chúng ta phải biết điều này. Một người con mà biết ơn cha mẹ rồi, nhưng mà mình phải có đối xử với cha mẹ là người đã thi ơn cho mình, thì mình đâu có lẽ là kẻ vô ơn. Vì vậy cho nên cái mà suy nghĩ bình thường của con người là phải thương kính cha mẹ và cúng dường cha mẹ và nâng đỡ việc nặng nhọc cho cha mẹ và luôn luôn tin yêu cha mẹ, bởi vì cha mẹ cũng là một điểm tựa cho mình. Con nghĩ như vậy, kính thưa sư phụ. Đó là những suy nghĩ của con. Thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ kính chân sư Nguyên Thông, thượng tọa Pháp Tân ơi, phiền thượng tọa trả lời được không? Hôm nay trong lớp học chúng ta không có đông chuẩn bị giảng sư đó. Không biết thượng tọa Pháp Tân có thể trả lời. Dạ. Thì đó Tân, thường thường chúng ta nghe nói đến bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Rồi nghe nói đến tâm, đến một cái đời sống tu hành rất là sâu, rất là chuyên. Giới định tuệ, giới định tuệ đặc biệt là nghĩ đến đời sống xuất gia. Nhưng mà khi mà ở trong bài kinh này chúng ta nói về chánh kiến, chánh tư duy, cái bát chánh đạo đó là có thể được áp dụng ở trong đời sống hàng ngày nếu được giải thích giống như ở tại đây Đức Phật ngày dạy, có đúng như vậy không? Kính thỉnh ý kiến của thượng tọa học tích. Dạ, Nam Mô Bụt Thái Giá, Nam Mô Thiên Ma Giá, Nam Mô Sắc Khai Giá, kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, lễ chư Tăng, chào đại chúng trong lúc. Con nghĩ rằng là bát chánh đạo thì rõ ràng là nó trên hai cái phương diện được trình bày và trên hai phương diện, phương diện hiện thế và phương diện xuất thế. Nếu mà mình nói trên phương diện siêu thế là nói ở trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm ở trong tâm của các cái bậc thánh hay hoặc là giai đoạn để trở thành bậc thánh, đó là cái phương diện của siêu thế, tức là chánh kiến. Phiền não thì giống như là nói ở trong Di Diệu Pháp thì sở hữu bát di đạo nằm ở trong tâm đạo, gọi là hợp ở trong tâm đạo thì đó là trên phương diện siêu thế. Nhưng mà sở hữu bát di đạo mà hợp ở trong tâm đại thiện đó, tức là tám tâm đại thiện từ ở thiền dục giới đó, thì đó là trên phương diện hiệp thế. Thì con nghĩ rằng trong cái đời sống tu tập á, thì nó có hai, là một giai đoạn tu chứng và một giai đoạn tu tập. Thì thí dụ như mình nó là giai đoạn, đối với một người phàm phu á,
là có thể nói là giai đoạn để mà mình tu tập. Tu tập tức là mình trau dồi sửa chữa. Mà cái người có chánh kiến tức là mình thấy biết đúng. Tôi nghĩ rằng là thấy biết đúng của nhân quả, thấy biết đúng luân hồi, thấy biết đúng của quả của điều thiện, quả của điều ác, hay hoặc là thấy biết đúng của những cái bậc thanh tịnh hay là những người ô nhiễm, thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng là cái chánh kiến ở trên phương diện nghiệp tê. Bởi vì cái người mà không có cái chánh kiến nhìn nhận như vậy thì mình không thể nào mà mình biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tà, cái nào chánh, rồi cái nào là đúng, cái nào là thiện, cái nào là ác. Thì cái đó, cái người đó chưa phải là người có chánh kiến. Rồi cái chánh tư duy ở đây, ví dụ như nói là chánh tư duy để rồi vô dục, vô hận và vô hại, nó có thể sanh ở trong tâm đạo để đoạn trừ những cái phiền não. Nhưng mà mình có cái suy nghĩ để làm sao tham sân si của mình nó giảm bớt, hay hoặc là mình suy nghĩ làm sao cho nó đúng hướng, nó đúng hướng có nghĩa là đúng với chân lý, đúng với những cái điều gì mà chúng ta thấy cái quả báo nó rõ ràng. Điều mà bài kinh nói là không có gì thay đổi được, không có gì có thể sai khác được. Nếu mà không có điều gì tin thì hãy tin những cái điều đó như vậy. Thì con nghĩ rằng là khi mà một người mà có được cái chánh tư duy ở đây đó là mình suy nghĩ nó đúng, đúng. Khi mà mình nói rằng một người mà có chánh ngữ, chánh nghiệp hoặc là chánh mạng, đặc biệt là khi nói có chánh ngữ, thì cái điều gì mà mình nói thì nói nó đúng gì trong kinh, trong luật, mình nói với những cái điều gì đúng với sự thật của nó thì đó là chánh ngữ rồi. Và mình nói đúng sự thật của nó là chánh ngữ rồi. Mình nói ví dụ như là mình trung thành với lại Tam Tạng Kinh Điển để mình nói thì đó cũng là chánh ngữ, bởi mình nói đúng sự thật. Rồi trong đời sống hàng ngày đó là mình tôn trọng sự thật để mình nói, cái đó cũng được gọi là chánh ngữ. Cho nên là cũng chính là ở trong bát đạo, và con nghĩ rằng nó trên phương diện hiện thế thì chúng ta ứng dụng rất là nhiều. Và chính chúng ta ứng dụng bát chánh đạo trong đời sống hàng ngày của mình thì mình sẽ có được cái sự an lạc rất là nhiều qua những gì mà chúng ta thực hành, qua những gì chúng ta thực hành. Một người có chánh kiến, một người có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì con nghĩ rằng chính cái đó đó nó giúp cho cái người đó họ sống an lạc rồi. Mà đạo Phật á, thì không phải là giáo pháp của Đức Phật á, không phải là chỉ có an lạc đời này đời sau hay là không đâu, mà nó là an lạc đời này đời sau, rồi cả an lạc tối thượng, tức là chúng ta thành tựu được quả vị thánh nhân, giải thoát. Cho nên là nếu mà mình nói an lạc đời này thì khi mà chúng ta đi ra đi vô, chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta áp dụng cái bát chánh đạo ở trong đời sống hàng ngày của mình thì rõ ràng là chúng ta có được sự an lạc rất là nhiều rồi. Bất cứ là chúng ta làm cái việc gì, chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh nào, hoặc là chúng ta thời buổi nào, chúng ta có một thời điểm nào, chúng ta nếu có bát chánh đạo, ứng dụng bát chánh đạo thì chúng ta có được cái sự an vui đó. Rồi cũng nhờ bát chánh đạo này mà người đó họ sanh ở cảnh giới an lành, nếu còn luân hồi sanh cảnh giới an lành từ cái việc mà có chánh kiến đó, từ cái việc mà có chánh tư duy đó, hoặc là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm đó, mà họ sanh ở cảnh giới an lành trong tương lai. Và đặc biệt với cái nhân lành đó, do họ có chánh kiến, chánh tư duy đó, tu tập trở thành một cái lớn mạnh, thì sau này họ đạt được cái sự giải thoát. Thì con nghĩ rằng là nếu mà nói rằng bát chánh đạo thì phải được nói trên hai cái phương diện hiệp thế và phương diện siêu thế. Hay nói cách khác tức là nói trên phương diện là tu tập và giai đoạn tu chứng. Thì cái giai đoạn tu tập là giống như là một người phàm phu như bản thân của chúng con, hay là những người khác phàm phu như vậy, thì mình phải trau dồi, và chính mình trau dồi bát chánh đạo như vậy đó, tu tập sửa chữa bát chánh đạo như vậy đó, tu tập dựa trên cái chánh kiến, chánh tư duy để mà mình sửa chữa cái suy nghĩ của mình sửa chữa cái nhìn nhận của mình,
mình sửa chữa cái lời nói của mình, vân vân. Thì khi có sửa chữa như vậy thì mình đã có được cái sự an lạc rồi. Cho nên là con nghĩ rằng Bác Chánh Đạo nói như vậy chứ còn rất là sâu động ở trong Phật pháp, không phải chỉ đơn thuần là mang đến cái quả an lành không đâu, mà còn là đưa đến cái sự giải thoát nữa. Thì con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu. Có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chúng ta bổ túc thêm. Sa thú kính chân từ tòa Pháp. Thì đó tên, thì đó trả lời cho câu thơ lượng số 5. Và thì đó tên khi mà chúng ta nói về 10 cái định kiến mà trong chủ nghĩa hư vô, như là không có bố thí, không có cúng dường, không có tế tự vân vân, thì từ đó Pháp tên có nghĩ rằng cái căn bản văn hóa Việt Nam mình nó đi ngược lại với vô nghĩa hư vô phải chăng? Ví dụ như là có thờ phượng, rồi có thờ cha kính mẹ, tin của các vị sa môn bà la môn, thì tôi có nghĩ như vậy không? Xin cái lệnh thì tôi quan hệ trở lại. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Theo con thì con nghĩ rằng cái văn hóa của Việt Nam không hoàn toàn đi ngược lại những cái điều chủ nghĩa hư vô. Bởi vì điều này đó thì con nghĩ rằng là mỗi cái cách nghĩ của mỗi người trong cái việc Nam mình đó, thì chúng ta thấy rằng cũng có một bộ phận, cũng có một số ít người chấp vào cái cho rằng cái chủ nghĩa hư vô, tức là không có những cái quả báo như vậy, không có luân hồi, không có đời trước, không có đời sau, thì cái số này nó cũng có. Rồi cái số còn lại đó thì mình thấy rằng là họ có tin, có tin có luân hồi, có đời trước đời sau, nhưng mà lại là nó không có chính đáng, không có chính đáng. Con nghĩ rằng cái tín ngưỡng mà thần linh đó thì nó đã có từ xa xưa rồi, cho nên là mình có cái đời, có một cái việc gì ở trong đời sống hên xui may rủi thì tùy vào mỗi người để tin. Có người tin vào ngày giờ, có người tin vào hướng, rồi có người tin vào cái tiếng kêu của côn thú hay là cái hình ảnh gì mà người ta thấy, rồi có người tin vào là thần linh ở đây thì họ nghĩ rằng thần linh này, thần linh kia, bà chúa này, bà chúa nọ để hỗ trợ cho họ, phù hộ cho họ. Giống như là chúng ta thấy rằng mình đi làm ăn, đi cầu nguyện đâu đó bà chúa hay là ông này thần nọ, rồi sau một thời gian dài cái làm ăn nó phát đạt lên, rồi nghĩ là ông thần đó phù hộ mình, rồi mình đi trả lễ ông thần đó, hoặc là mình đi trả lễ cái bà chúa đó. Cái việc đó nó không hoàn toàn là đúng. Thì con nghĩ rằng cái suy nghĩ của người Việt xưa kia cho nay đó, thì người ta nghĩ rằng có tin có trời có Phật, tin có trời có Phật, tin từ cái việc tin có một cái thần linh, cái trời Phật đó, rồi họ tin vào cái ở hiền thì gặp lành, mà ở ác thì gặp khổ đó, gặp dữ đó. Ở hiền gặp lành mà ở ác gặp dữ đó, thì nó cũng phù hợp với cái văn hóa, cái suy nghĩ của người Việt Nam, hay hoặc là phù hợp với lại cái triết lý nhân quả của đạo Phật, nghiệp báo của đạo Phật. Cho nên là có một số người thì cũng suy nghĩ rằng là mình nên cố gắng mình làm thiện, thì cái ăn hiền ở lành như là người Việt suy nghĩ thì chỉ là đơn thuần là không có trộm cắp của ai thôi, hay hoặc là không có cái lường gạt của ai thôi, rồi là không có bất hiếu với cha mẹ thôi, vân vân. Nó chỉ là đơn giản đơn thuần là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là khi mà nói đến cái việc thiện ở trong Phật giáo thì nó sâu rộng hơn,
Vì vậy cho nên con nghĩ rằng là trong cái người Việt Nam suy nghĩ thì có những người suy nghĩ không có một cái đời trước đời sau, không gọi là chết vào cái chủ nghĩa hư vô, thì cái bộ phận này đó, số người này thì nó cũng có ở trong xã hội. Rồi là có một số người thì lại suy nghĩ có nhân quả, nhân quả, nhưng mà cái nhân quả của mình lại là tin vào có một cái gì, có một người lại suy nghĩ rằng là có một thần linh phù hộ, và do đó thì cái tế tự của họ, cái tế tự của họ, cái việc làm của họ giống như là mình nghe rằng sát hại sinh vật, con này con kia để cúng tế, để cầu thần linh phù hộ cho mình mua bay bán đắt, hay là phù hộ cho gia đình mình được bình an, phù hộ cho mình được kết duyên, và phù hộ cho mình được cái này cái kia, thi đậu vân vân. Thì khi mà họ suy nghĩ như vậy nhưng mà là họ làm thì lại là họ làm không có đúng ở trong cái luật nhân quả, và khi đó thì họ sát hại thì họ phải mang cái quả báo sống, quả báo sống. Cho nên con nghĩ rằng là như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày nói là người nào mà cầu an vui và hạnh phúc cho mình nhưng mà dùng quyền thế hãm hại chúng sinh khác thì cái người đó sau khi mệnh chung không bao giờ có được cái sự an vui. Cho nên là mình cầu an vui cho mình nhưng mà mình làm cái dùng cái quy luật này, cái quy luật nọ để mình làm tổn hại những chúng sinh khác thì mình làm sao có được cái sự an vui. Thì theo con nghĩ rằng trong cái suy nghĩ của người Việt Nam, quá của người Việt Nam thì có một người, số người cũng đi ngược lại chủ nghĩa hư vô. Có nghĩa là họ nghĩ rằng là có đời trước, có đời sau, có an hiền ở lành, rồi có nếu mình sâu đậm ở trong Phật giáo là biết tránh xa điều ác, thực hiện những điều lành. Nhưng mà có người thì cũng suy nghĩ là chấp vào cái chủ nghĩa hư vô, có nghĩa là chết là hết. Còn cái khi là đi đây đi đó hỏi người ta mới vừa làm gặp họ thì họ nói là ồ chết là hết, có gì đâu, có gì đâu mà lo không biết. Rồi cũng không có cái, do vậy thì họ chỉ biết là ăn làm mà mặc rồi ăn ngủ nghỉ vậy thôi, chứ còn đơn thuần là vậy thôi, chứ còn họ không có nghĩ là phải làm sao là tích tử diệt lành, tạo trữ diệt lành, rồi tránh xa cái việc ác, rồi nuôi dưỡng cái tâm của họ được lớn mạnh, được vững mạnh, nuôi dưỡng cái tâm của họ được an tịnh. Họ không nghĩ, mà họ chỉ nghĩ là sống và ăn mặc làm ăn rồi chết là xong, chết là hết, không có gì hết. Thì ở đó cũng có một bộ phận như vậy. Con xin có cái ý chia sẻ câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu ra ở đây. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thú kính Thượng Tọa Pháp Tăng. Sư Minh Thông, Sư Minh Thông có còn ở trước máy không? Nếu Sư Minh Thông còn ở trước máy, Sư Minh Thông trở lại. Sư Minh Thông, có phải là thường thường chỗ Đạo Phật nói đến thường kiến và đoạn kiến, thì 10 cái quan điểm của chủ nghĩa hư vô này thuộc về đoạn kiến, có phải vậy không? Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 4. 10 tà kiến thuộc chủ nghĩa hư vô có phải là đoạn kiến hay không? Kính thưa sư phụ, cái 10 tà kiến thuộc chủ nghĩa hư vô là không có quả bố thí. Đương nhiên bố thí thì nó có cái quả báo của nó, hay là ác hạnh thì có quả báo của nó. Mình nói trả là không có quả bố thí là người có đoạn kiến rồi. Không có quả của cúng dường, mình cúng dường thì có cái quả báo của nó, tùy cái tâm của chúng ta. Cúng dường phải đầy đủ tam tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu thì có cái quả báo tốt đẹp của nó. Mà nói là không có quả cúng dường, tức là người này không hiểu gì cả, hay là người thuộc về tà đạo hay tà giáo. Không có tế tự thì tế tự là những người mà đáng kính lễ.
thì có cái quả báo của nó, không có quả báo của nghiệp thiện ác. Trên thế gian này có cái karma, karma thì có bad karma, the good karma, kusala karma và akusala karma, thì có nghiệp thiện và nghiệp ác, thì nó có quả báo của nó. Cho nên là cái người mà có cái suy nghĩ mà kỳ dị như thế này đúng là đoạn kiến, không có thức sanh vào đời này. Trời đất ơi, là tại sao không có cái cuộc đời nó có nhân quả, là khi nào mình giác ngộ cái tâm của mình, là mình sử dụng kriya chức tá thì có cái không có cái quả báo của nó. Chứ còn chúng sanh thì đương nhiên mỗi hành động thì có cái chetana, cho là cái tư tâm sở mà Đức Phật giảng rằng chetana là cái nghiệp, thì có quả báo của nghiệp thiện ác chứ sao không. Cho nên là câu số 4 cũng là đoạn kiến, không có thức sanh vào đời này cũng vậy, không có thức sanh vào đời sau cũng vậy, không có quả trong cách cư xử tốt xấu đối với cha mẹ. Đối với cha mẹ thì người nào mà cúng dường và cung kính và yêu thương cha mẹ thì người đó có quả báo rất tốt, là vì mình chúng ta cung cách cư xử tốt xấu với cha mẹ thì nó có quả báo tốt với chúng ta. Cái chuyện này là cái chuyện mà thiên địa nghĩa, mà cái dân tộc của chúng ta từ xưa nay là hiếu học và tốt đẹp với lại thầy cô và tốt đẹp đối với cha mẹ, thì đó cái đó là cái giáo dục mà trong gia đình của mỗi gia đình Việt Nam là như vậy. Còn nếu là chúng ta là Phật tử thì là tam bảo. Cho nên là cái câu này, câu số 7 này rõ ràng là người không có hiểu biết gì cả, cho nên cái suy nghĩ đây là đoạn kiến. Số 8 là không có quả trong cách sư xử đốt xấu với cha, thì cũng vậy, mình đốt đối với cha mẹ mình mà mình đối xử cung kính và đỡ đần cha mẹ mình khi mà việc nặng việc nhọc trong nhà, thì cái điều đó là một người con có hiếu là rất là tốt. Nói là không có loại quá sanh, những bậc mà sanh vào Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán đều là quá sanh chứ không có phải là thai sanh. Số 9 là không có cái loại quá sanh. Cái đó là tại vì họ không có học, không có thấy, không có hiểu, cho nên họ mới là có cái đoạn kiến như vậy. Số 10, trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh thành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố đi về đời này về đời sau, sau khi tài tự chứng ngộ thắng trí, là những người nói như vậy rất là không học gì cả. Mình thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tu 20 a tăng tỳ kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất, rồi thành tựu cái Samma Sambuddho, còn ngài Sariputta Moggallana và Aniruddha, tất cả những vị đó này mà chúng ta đã biết, đã học ở trong kinh tạng, thì đó là những người đã chân chánh thực hành và thành tựu đã chứng ngộ quả niết bàn. Mà tại sao bà nói trên thế gian này không có những vị sa môn, bà là môn chân chánh hành trì? Đây là một người có thể nói là thứ nhất là hoặc là cương ngạnh, hoặc là nói để nổi tiếng, hay là ngu si, hay là không có học. Đó là những cái 10 cái tà kiến này, kính thưa sư phụ, rõ ràng là đó là cái đoạn kiến, là nghĩ rằng trên thế gian này không có gì hết. Còn có nhiều người đó thì nghĩ rằng trên thế gian này là chúng ta sẽ thường hằng với là những người có cái thường kiến và đoạn kiến, tại vì những người này không có học giáo pháp. Tội nghiệp cho những người này, kính thưa sư phụ, làm sao mình giải được những người này mà có những cái rung thế này mà không chịu vô học thì không biết làm sao. Có nên con giơ tay đồng thôi. Vì vậy 10 tà kiến thuộc chủ nghĩa hư vô này đúng là đoạn kiến 100%. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai lời sư phụ để sư phụ giảng giải thêm cho rõ ràng hơn, để con được học thêm và đạo tràng sẽ học hỏi thêm trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Xin trân sư huy thông lên. Thưa Phật tử, chúng ta thường nghe nhiều về thường kiến, nhiều về chấp ngã, về luân hồi tịnh hóa vân vân. Mà riêng về đoạn kiến thì không nghe nhiều. Bài kinh ngày hôm nay đặc biệt
về nói về 10 cái nhìn của chủ nghĩa hư vô thuộc về đoạn kiến. Và chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở đoạn sau của bài kinh mà Thượng tọa Pháp Tân có giảng đó, là một người chấp vào chủ nghĩa hư vô sẽ có những cái hệ quả. Thì nếu chúng ta đọc kỹ những hệ quả này, ví dụ như là một người chấp vào chủ nghĩa hư vô thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là người đó không có không chịu làm thiện, người đó dễ dàng để làm ác, người đó không có chánh tư duy, không chánh kiến, không chánh tư duy, người đó đánh mất rất là nhiều cơ hội để làm việc lành và bị bậc trí khiển trách vân vân. Thì nếu chúng ta đọc kỹ về những hệ quả này đó, thì chúng ta thấy rằng một con người sống đó có thể dùng cái quan điểm thường thức để hiểu Phật pháp. Chúng tôi nói quan điểm thường thức ở đây, chúng tôi muốn nói đến ở trong tiếng Anh được gọi là common sense. Common sense là chúng ta hiểu là cái nhìn một cái mình chỉ cái quan niệm rất là gần gũi trong đời sống, hiểu sự việc. Mà mình nghĩ rằng cái chuyện hiểu đúng có chánh kiến phải là chuyện thiên kinh vạn điển, thì chuyện đó nó xa vời lắm. Đôi khi phải học cả một bộ kinh, một khóa giáo lý trở thành Phật tử mới hiểu. Nhưng mà có nhiều điều ở trong cuộc sống mà cái thiện và cái bất thiện đó có thể hiểu bằng cái common sense. Và là cái mà một cái người sống hàng ngày có thể đồng thuận được và có thể chấp nhận được. Và như vậy thì chúng ta mới thấy là trong xã hội này, chúng ta cứ thử nhìn những người chung quanh, những người mà sống mà có tin vào nhân quả, những người sống mà có thờ cha kính mẹ, những người sống mà có cái lòng thương kính đối với các vị tu hành vân vân, thì chúng ta phải nhận là những người đó họ dễ thương, những người đó họ có nhiều cái yếu tố mà họ gần với chúng tôi. Biết rằng có những người đời sống hàng ngày đó, mình nhìn thấy họ không có gì, nhưng mà đến khi mà nghe những người bị thiên tai thì họ sẵn sàng để họ giúp đỡ cứu trợ, nghe chùa chiền làm cái gì thì họ sẵn sàng họ làm, ở nhà với cha mẹ có nhiều khi nại, cha mẹ rầy rầy chứ về vẫn thương cha thương mẹ, bởi vì không có dám bất hiếu. Những cái biểu tỏ đó, những cái thái độ đó đó, nó lại ảnh hưởng đến nhiều thứ khác trong đời sống, chứ nó không dừng lại tại đó. Và ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng một cái niềm tin nó có ảnh hưởng chứ không phải là không ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng rất là trực tiếp là nó ảnh hưởng qua cái lối sống của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta quan niệm là cái nhìn là cái nhìn, đời sống là cái đặc biệt khác nhau, không phải như vậy. Có một năm chúng tôi đi qua Mông Cổ và có một trong một cái đại hội Phật giáo ở bên đó, Phật có gặp hai nhà sư, một nhà sư người Tích Lan và một nhà sư khác người Mỹ. Ở trong lúc mà nghĩ ra hai vị, họ đề cập đến một sự việc là những cái nước mà gọi là nằm ở trong chế độ cộng sản lâu, ví dụ như là ở Liên Xô hay Trung Quốc hay là Bắc Việt Nam đó, thì nó có một cái hiện tượng là rất nhiều người trẻ không tin trời, không tin đất, không tin đời sau, không tin nhân quả, họ lớn lên trong cái văn hóa là duy vật. Và những người trẻ này đó, họ rất dễ dàng rơi vào trong trường hợp đó là họ phạm tội ác bằng máu lạnh. Còn máu lạnh ở đây tức là họ làm một cách rất là tàn nhẫn vì lý do họ không tin nhân quả. Nói như vậy đó thì có nhiều người nghĩ rằng cái đó là võ đoán, nhưng mà kỳ thật là ở trên thế giới này đó, người ta tin rằng những xã hội mà có tu, cho dù đó là thường kiến, thường kiến là tin vào ngã, tin vào linh hồn vân vân, nhưng mà dù sao cái tỷ lệ tội ác là ít hơn và nó không tàn nhẫn bằng những người trẻ. Những người trẻ mà họ lớn lên, họ không có cái tiếp xúc với đạo giáo, không tiếp xúc với cái niềm tin vào nhân quả, vào nghiệp báo,
vào biết sợ tội, sợ phước, ưa phước sợ tội. Họ những người trẻ đó họ lớn lên trong cái chủ nghĩa duy vật, cái nguy hiểm lắm. Bởi vì người ta nói rằng cái chủ nghĩa cộng sản là một cái đại họa của nhân loại. Khi chủ nghĩa cộng sản mà sụp đổ rồi đó, cái chủ nghĩa bị duy vật sụp đổ thì cái vết thương mà của xã hội chịu đựng lại là không biết bao nhiêu thế hệ, có thể là 50-30 thế hệ, 50-30 năm, cả 2-3 thế hệ. Bởi vì sao? Những người họ lớn lên họ không có, họ không có tin vào tội và phước, họ không có tin vào nghiệp báo, họ không tin vào nhân quả, vân vân. Thì thật ra khi mà chúng tôi nghe hai vị sư đó nói đó thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì chúng tôi biết rằng có rất nhiều hiện tượng cho thấy rằng điều đó là một cái chuyện rất là hiển nhiên. Nói một cách rất là quá, có vẻ hơi quá lời, là có nhiều khi những người mà họ lớn lên trong nền văn hóa đó mà họ hoàn toàn là duy vật. Có nhiều khi họ giết người giống như giết con heo con gà vậy đó. Tức là họ không có ngại tay, họ giết một cách bằng máu lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì họ thiếu cái căn bản của cái niềm tin từ nhỏ ở trong cái văn hóa của họ. Xin được rất là cảm kích Thượng Tọa Pháp Tân hôm nay, mặc dù trong mùa tăng y rất là bận rộn, nhưng mà Thượng Tọa đã dành thời giờ để vào thuyết giảng trong ngày thứ bảy. Thật ra thì hồi 3-4 giờ sáng về Houston, chúng tôi có nhận được cái điện thoại của Đại Đức Từ Tri nói rằng liên lạc Tọa Pháp Tân không được chắc bữa nay nhờ điều khuyến dụng. Nhưng mà rồi tới chừng vào room thấy của Tọa Pháp Tân rất là hoan hỷ. Xin được tri ân quý ngài, đảnh lễ chư tôn đức và tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Và chúng tôi cũng xin nhắc mọi người là cho dù chúng ta bận rộn nhiều thứ, nhưng mà đừng quên một điều rằng bệnh dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và kể cả Hoa Kỳ. Nếu chúng ta có ra ngoài, cố gắng giữ giãn cách xã hội, cố gắng mang khẩu trang, cố gắng thường xuyên rửa tay, chăm sóc tốt cho mình, có nghĩa là chăm sóc cho những người thân chung quanh mình. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai.